Nghệ sĩ Minh Phụng đau đớn cuối đời nhưng vẫn từ con và di nguyện sau 10 năm mới hoàn thành. Gần 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương, trong giai đoạn hưng thịnh nhất của bộ môn nghệ thuật này, Minh Phụng trong ký ức của những khán giả mộ điệu là một kép đẹp, có giọng hát đặc trưng với thanh âm cao, ngọt ngào và sâu lắng. Vào những năm tháng cuối đời, dù trong cơn đau nhức vì bệnh tật hành hạ, ông vẫn ra sân khấu tham gia live show của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Khán giả ngậm ngùi tiếc thương cho một nghệ sĩ hào hoa, nổi danh với hình tượng lãng tử kiếm khách, làm lay động hàng ngàn con tim khán giả. Tuy nhiên, di nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Minh Phụng trước khi ra đi, phải 10 năm sau mới được thực hiện, khiến con gái ông Y Phụng tin rằng cha mình dưới suối vàng hẳn sẽ rất vui vì mẹ cô đã thực hiện nguyện ước của ông. Vinh quang đến từ cơ cực. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng tên thật là Ngô Văn Thiệu, nhưng tên trên giấy khai sinh là Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1945 tại Mỹ Tho. Ông là một kép đẹp với giọng hát cao vút, ngọt ngào và sâu lắng. Tuổi thơ của ông trôi qua vô cùng khốn khó, trong gia đình có 10 người con. Từ 7 tuổi, hàng ngày cậu bé đã phải dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ dọn gánh hàng nhỏ ra chợ bán. Còn nghề chính của Thiệu sau giờ đến trường là bán đậu phộng rang, chuối chiên giúp gia đình. Ở tuổi 15, ông làm công việc nhắc tuồng để học nghề. Tuổi thiếu niên nhờ giọng ca hay, Thiệu được nhạc sĩ Hương Huyền giới thiệu vào gánh hát Tân Đô và được ông bầu đặt nghệ danh là Tân Tiến. Vai diễn đầu tiên của anh kép con Tân Tiến lại là vai một nhà sư già trong vở Bến Tang Thương. 17 tuổi, kép Tân Tiến đổi tên thành Minh Phụng, ghép từ hai cái tên Minh và Phụng, con của một người bạn thân. Từ đây, ông vụt sáng với danh xưng hoàng tử sân khấu và đã làm việc ở nhiều đoàn hát khác nhau như Tân Đô, Hoa Thảo, Hậu Tấn Thanh, Phương Kim Trung. Sự gian khổ và lòng kiên trì đã tôi luyện anh kép trẻ ngày một sáng giá hơn để lọt vào mắt các ký giả kịch trường. Từ những năm 1968, cái tên Minh Phụng bắt đầu được báo chí nhắc đến trên sân khấu thủ đô. Sau đó, được đoàn Kim Trung mời ký hợp đồng, cũng là lúc giọng ca chín mùi, nét diễn trở nên sắc sảo. Từ cơ cực, nghệ sĩ Minh Phụng bắt đầu đón nhận vinh quang của một ngôi sao sân khấu. Cái tên của anh sánh cùng tên những cô đào hạng nhất thời bấy giờ như Út Bạch Lan, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Phượng Liên, Thanh Kim Huệ. Từ lĩnh vực băng đĩa ra đến sân khấu, ông trở nên cực kỳ nổi tiếng khi đóng cặp cùng nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và Lệ Thủy trong các vở diễn nổi tiếng. Các C của Minh Phụng khi đó lên tới 15 cây vàng trong một đêm diễn. Các mối tình khó quên của chàng hoàng tử kiếm khách. Cuộc đời của Minh Phụng đầy thăng trầm, từ việc theo đuổi nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu mà không được đáp lại, cho đến việc kết hôn với nghệ sĩ cải lương Diệu Huê khi bà mới 17 tuổi, và sau đó là cuộc sống gia đình đầy sóng gió. Tuy nhiên, ông vẫn tận tâm với vợ con và giữ mối quan hệ hòa thuận với vợ cũ và các con riêng. Mối tình đầu đời với ca sĩ Mỹ Châu. Cơ duyên cho sự kết hợp giữa Minh Phụng và Mỹ Châu là khi nghệ sĩ tài danh Minh Cảnh, người đang hát cặp ăn ý với Mỹ Châu rời Kim Trung để lập đoàn riêng. Vì thế, Mỹ Châu thiếu đi một bạn diễn ăn ý. Sau đó, ông Bầu Long mới điều nghệ sĩ Minh Phụng từ đoàn Kim Trung 2 về thay thế Minh Cảnh hát cặp với Mỹ Châu. Cái tên Minh Phụng và Mỹ Châu được khán giả chú ý sau vở tuồng Bình Rượu Nhiệm Màu. Sau đó, họ còn kết hợp vở Kiếm Sĩ Dơi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Tâm Sự Loài Chim Biển, Băng Tuyền Nữ Chúa, cùng hàng loạt những tuồng thu âm Phụng Kiều, Lý Đáng, Tô Đắc Kỷ, Ngọc Thủy Chung, Tiết Giao Đoạt Ngọc. Minh Phụng và Mỹ Châu có nhiều điểm chung để đồng cảm với nhau. Thiếu nữ Mỹ Châu đã có những xao xuyến đầu đời với đồng nghiệp Minh Phụng lớn hơn mình 6 tuổi. Sau khi diễn chung ăn ý hai vở cải lương Bình Rượu Nhiệm Màu và Kiếm Sĩ, thì Mỹ Châu và Minh Phụng đều biết tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu thừa nhận trong cuốn bút ký chân dung của mình rằng trái tim cô gái 16 ngỡ ngàng trước sự trìu mến nồng nàn của người bạn diễn. Ngược lại, mọi ánh nhìn của Minh Phụng khi đó cũng chỉ dừng lại ở Mỹ Châu. Tuy nhiên, mẹ của ca sĩ Mỹ Châu đã kịch liệt cấm cản khi cả hai phát triển mối quan hệ tình cảm. Minh Phụng không hồi đáp được lời nào, ông chỉ biết khóc. Mỹ Châu cũng khóc, dù mối tình đầu như gió thoảng qua sông cửa. Thế nhưng Mỹ Châu và Minh Phụng vẫn trân trọng mỗi khi nghĩ về nhau. Cuộc hôn nhân đầu tiên với nghệ sĩ Diệu Huê. Đầu năm 1964, Minh Phụng về đoàn quốc Việt. Thời gian này, Minh Phụng đã yêu thầm cô đào hát Kiều Tiên. Nhưng đến cuối năm đó, ông chuyển qua gánh đại bang. Hôm đưa tiễn ông, Kiều Tiên khóc thật nhiều khi nghe Minh Phụng hứa khi nào nổi tiếng ông sẽ về cưới bà. Nhưng rồi hẹn thề giống như một cơn mưa. Duyên số đã đưa ông đến cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Diệu Huê và có 3 con với cuộc tình này. Người vợ Tào Khang Kiều Tiên. Đến năm 1976, cuộc hôn nhân của ông với nghệ sĩ Diệu Huê tan rã vì một số biến cố. Minh Phụng sau đó tham gia đoàn Hương mùa thu. Thời gian này, Kiều Tiên tình cờ cũng đến gánh hát này. Đến cuối năm 1977 thì hai người mới chính thức về một nhà và có 2 người con là Tiểu Phụng và Y Phụng, đã theo nghiệp của cha và cũng rất nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Chúng ta có thể thấy cuộc hôn nhân của cặp đôi này cũng đầy sóng gió, chẳng khác gì câu chuyện tình lâm ly trong những vở cải lương họ sắm vai. Sau lời hứa hẹn gió thoảng bay bay của Minh Phụng thì chính Kiều Tiên cũng không rõ vì sao Minh Phụng đi lấy vợ. Khi đó, Kiều Tiên rất đau buồn rồi nghĩ số phận đã an bài, nhưng cô cũng không thể yêu ai được nữa. Rồi như có sự sắp đặt của số phận, họ lại quay về bên nhau dù muộn màng. Nhưng Kiều Tiên luôn tin đây là duyên trời định. Vì vậy cô chỉ một lòng một dạ với Minh Phụng. Mối tình và cuộc sống hôn nhân giữa Minh Phụng và Kiều Tiên là một câu chuyện đẹp trong giới nghệ thuật. Mặc dù thông tin chi tiết về mối quan hệ của họ không được tiết lộ nhiều trong công chúng, nhưng Minh Phụng, Kiều Tiên là cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng cải lương thập niên những năm 1980-1990. Sống cùng bệnh tật cuối đời. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Phụng trải qua không ít thăng trầm. Giai đoạn cuối đời của ông phải sống cùng bệnh tật từng khiến giới mộ điệu tiếc thương. Là một trong những người gần gũi nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã chứng kiến nhiều sự kiện đáng nhớ. Chia sẻ trong chương trình Hồi ký Lệ Thủy, giọng ca vỡ, máu nhuộm sân chùa, bồi hồi nhớ về thời điểm cố nghệ sĩ Minh Phụng lên bàn mổ vì bệnh tim. Bà cho biết, sau khi đi lưu diễn về, tôi nghe nói anh Phụng bệnh tim. Trong thời gian đó, người ta kêu qua Singapore để mổ. Trong buổi hội chẩn, tôi cùng gia đình anh Phụng có tham gia. Bác sĩ nói rằng, 1 là anh ấy qua Singapore mổ tim vì bệnh tình phức tạp. 2 là mổ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ bảo đảm sẽ thành công, nhưng hậu phẫu thì không bảo đảm. Vậy là gia đình ảnh quyết định thực hiện phẫu thuật trong nước. Được biết, ca phẫu thuật này đã thành công. Nghệ sĩ Minh Phụng nhanh chóng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Sau lần phẫu thuật tim vào năm 2005, Minh Phụng đã phải điều trị dài hạn chứng suy thận và hoại tử chân. Nghệ sĩ qua đời ở tuổi 63 do biến chứng của căn bệnh suy tim và suy thận vào ngày 29 tháng 11 năm 2008, để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Khi sức khỏe bắt đầu suy giảm nghiêm trọng vì bệnh tim và suy thận, Minh Phụng vẫn không quên nghĩa vụ với gia đình. Ông đã lo liệu mọi thứ cho vợ và các con, đảm bảo rằng họ sẽ có một cuộc sống ổn định sau khi ông ra đi. Điều này thể hiện tình yêu và trách nhiệm lớn lao mà ông dành cho gia đình. Từ con dù phải chịu đau đớn cuối đời. Quyết định từ mặt con gái Tiểu Phụng của nghệ sĩ Minh Phụng là một phần của những ngày cuối đời đầy đau đớn và bi kịch của ông. Sự đau đớn không chỉ đến từ bệnh tật, suy tim và suy thận mà ông đã chiến đấu trong nhiều năm, mà còn từ những vấn đề gia đình, đặc biệt là với con gái Tiểu Phụng. Theo những gì được biết qua các báo cáo và thông tin từ gia đình, Tiểu Phụng đã có những hành động khiến Minh Phụng cảm thấy vô cùng thất vọng và đau lòng. Trong lúc Minh Phụng đang bệnh nặng, Tiểu Phụng đã liên hệ với bạn bè, người thân và người hâm mộ của ông ở bên Mỹ để quyên góp tiền và quà. Mối quan hệ giữa Minh Phụng và các con cũng là một phần đặc biệt trong cuộc đời ông. Dù có những mâu thuẫn và khó khăn, nhưng tình cảm gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Câu chuyện về việc ông từ mặt con gái Tiểu Phụng sau một loạt sự việc không hay đã gây xôn xao dư luận một thời. Tuy nhiên, qua mọi sóng gió, tình phụ tử vẫn là bến đỗ vững chắc, nơi các con luôn tìm về và ôn lại những kỷ niệm đẹp với người cha tài hoa. Thực hiện di nguyện cuối cùng. Ngày 2 tháng 5 năm 2016, Sau thời gian quay hình hai kịch bản cải lương nổi tiếng, Buổi tiệc liên hoan đóng máy và Chia tay đoàn, thực hiện hai bộ phim cải lương Mùa thu lá bay và Xin một lần yêu nhau đã diễn ra rất ấm áp tại nghĩa trang nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Kiều Tiên xúc động cho biết, bà thực hiện hai vở cải lương video này là làm theo tâm nguyện của chồng. Nghệ sĩ Kiều Tiên chia sẻ, ở thập niên 1960, khi các hãng đĩa của Sài Gòn cạnh tranh nhau khắc nghiệt, sự xuất hiện của hai ấn phẩm cải lương Mùa thu lá bay và Xin một lần yêu nhau đã mang lại cho hãng đĩa Việt Nam doanh số rất cao. Nhất là thời đó, danh ca, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng chiếm lĩnh thị trường băng đĩa, được khán giả mộ điệu tôn vinh, hoàng tử sân khấu. Khi ông xuất hiện bên cạnh các cô đào tài sắc vẹn toàn, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên. Nếu vở Mùa thu lá bay của soạn giả Nhị Kiều tạo thêm sự yêu mến từ công chúng khi anh Phụng diễn với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, thì qua vở Xin một lần yêu nhau, anh đã tạo thêm điểm cộng khi diễn với nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Khi thực hiện lại hai vở tuồng này, tôi muốn giữ nguyên vẹn văn phong tình huống. Đạo diễn Trần Hào cùng với nữ tác giả Tô Thiên Kiều đã giúp tôi thực hiện đúng tâm nguyện của ông xã tôi, truyền lại những sáng tạo nghệ thuật cho thế hệ trẻ. Nam chính và nữ chính của hai vở diễn này là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long và ca sĩ Y Phụng, con gái của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng và nghệ sĩ Kiều Tiên. Đoàn phim quay tại Đà Lạt và quận 7, Hóc Môn, Củ Chi, với những bối cảnh được chọn gần đúng với không gian xảy ra của hai câu chuyện tình rất đẹp mà khán giả cải lương đã yêu thích. Ca sĩ Y Phụng xúc động trong ngày đóng máy, được tổ chức tại Chùa Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh mộ phần của cha mình. Tôi tin cha tôi dưới suối vàng đã rất vui khi thấy mẹ tôi thực hiện nguyện ước của ông, trao những vai diễn lại cho thế hệ diễn viên trẻ. Tôi cảm ơn tất cả nghệ sĩ đã cùng với gia đình tôi thực hiện tâm nguyện này.